Toyota Camry, một chiếc xe phân khúc hạng D của nhà Toyota với sự trải nghiệm, sự phong cách và cùng với đó mang lại chúng ta rất là nhiều những cái giá trị sử dụng khi chúng ta lựa chọn cái chiếc xe phân khúc hạng D của nhà Toyota. Vậy thì mẫu xe Camry phiên bản 2.5Q ngày hôm nay em Vinh sẽ giới thiệu đến quý anh chị thì nó sẽ có những cái trang bị công nghệ option gì trên xe, và cùng với đó chiếc xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan này của chúng ta sẽ có mức giá là bao nhiêu, kèm với đó chương trình khuyến mãi dành cho tháng 5 này cụ thể sẽ như thế nào. Trong video ngày hôm nay, em Vinh sẽ cập nhật đến quý vị chi tiết về những trang bị công nghệ trên xe và cùng với đó là mức giá xe lăn bánh, chương trình khuyến mãi, hậu mãi về sau và không thể thiếu được đó chính là những cái quà tặng đặc biệt khi mua xe tại Toyota Hùng Vương nha. Những quý vị nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q màu đen này thì hãy cùng em Vinh đón xem hết video này để biết thật là chi tiết về chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q này nha. Những quý vị nào đang có nhu cầu thu cũ đổi mới, mua bán xe cũ thì hãy liên hệ ngay cho em Vinh vào số hotline để được tư vấn trực tiếp, đảm bảo mức giá cạnh tranh, hồ sơ, thủ tục nhanh gọn dễ dàng và cùng với đó là pháp lý đầy đủ cho những quý anh chị nào mà đang quan tâm đến những mẫu xe của nhà Toyota để đổi lên những cái form xe mới một cách dễ dàng, nhanh chóng, tối ưu hóa chi phí cho khách hàng khi mua xe tại Toyota Hùng Vương nha. Và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ một nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Xe Uy Tín nha. Và không để quý anh chị đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị công nghệ trên xe và mức giá lăn bánh của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q này nha. Và bây giờ thì không để quý anh chị phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào đối với những trang bị trên chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q màu đen đang có mặt tại Toyota Hùng Vương nha quý anh chị nha. Thì về form dáng và cách thiết kế thì quý vị có thể thấy được rồi, trong video em vừa đang quay rất đẹp, rất hầm hố. Đặc biệt màu đen nó mang lại chúng ta cái sự cứng cáp, khỏe khoắn, sang trọng trên chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q này. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng phía trước được trang bị với bóng đèn bi LED cho cường độ ánh sáng rất là cao khi chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe Camry này vào ban đêm. Và đặc biệt trong cụm đèn này chúng ta tích hợp những tính năng đèn tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu, và trong gói an toàn Toyota Safety Sense chúng ta còn có một cái tính năng là đèn pha thích ứng thông minh tự động pha cốt cho chúng ta trong quá trình sử dụng mẫu xe Camry này. Rất nhiều tính năng an toàn. Và cùng với đó, phía ngoài chúng ta có thể thấy được đèn chiếu sáng ban ngày đèn xương cá, đèn xi nhan tích hợp gọn trong cụm đèn chiếu sáng phía trước tạo một cái sự quấn hút khi chúng ta nhìn vào cái phần đầu xe. Tiếng súc phía dưới chúng ta có thể thấy được đó chính là một cái thanh trang trí hình cánh cung được sơn màu bạc rất là đẹp và cuốn hút. Phía dưới đó chính là đèn sương mù nhạc led của chúng ta để cho chúng ta được cái khả năng quan sát tốt hơn và ban đêm cho cường độ ánh sáng cao hơn để chúng ta vận hành chiếc xe Toyota Camry này. Đó, cảm biến phía trước được trang bị 4 cảm biến và cùng với đó là hệ thống phanh chủ động để giúp chúng ta vận hành gì chiếc xe này dễ dàng hơn. Hệ thống camera 360 độ sẽ được trang bị theo xe trên chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q này. Logo sẽ được dán gương và tích hợp gói an toàn Toyota Safety Sense ở phía sau logo, bao gồm cảnh báo lần đường, cảnh báo tiền va chạm, giữ khoảng cách với xe phía trước đều sẽ có trên chiếc Camry phiên bản 2.5Q này. Tổng quan phần đầu xe thiết kế liền mạch và rất là sang trọng. Về phần hông xe thì sao nào? Hông xe chúng ta thấy được đầu tiên đó là một cái trục cơ sở dài cho cái khoang nội thất phía trong xe rộng rãi thoải mái, cho chiếc xe của chúng ta phong dáng đẹp, cứng cáp hơn, sang trọng hơn rất là nhiều với chiếc xe Camry này. Đó, khoảng sáng gầm xe cũng rất là tốt, tạo sự ổn định khi chúng ta vận hành ở cái giải tốc độ cao. Với chiếc xe này của chúng ta được trang bị hơn 200 mã lực khối động cơ 2.5 lít và sử dụng hộp số 8 cấp. Với cái khoảng sáng gầm xe này, cách thiết kế khí động học ở trên xe nó mang lại chúng ta cái khả năng vận hành vượt trội hơn. Bộ mâm kích thước 18 inch, mâm đúc, phay xước, đa chấu kép, thắng đĩa 4 bánh, đĩa là đĩa thông gió, tản nhiệt rất là tốt, khả năng phanh rất là chính xác. Vỏ sử dụng vỏ Breton nha quý chị nha, êm ái mượt mà. Đó, những cái đường dập nổi kép ở trên phần hông xe cực kỳ đẹp luôn quý chị. Gương thì đặt xuống phía dưới đây cho chúng ta cái góc nhìn tốt hơn. Đó. Trên gương vẫn tích hợp đèn báo rẽ nhạc led trên gương, có cam 360, có chỉnh điện gập điện tự động, cảnh báo đi mù trên gương. Đường chân kính mạ chrome. Đó. Đầy đủ quý anh chị ha. Tay nắm cửa mạ chrome, tích hợp nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa. Đó, đường chân kính ôm trọn lên cái phần cửa xe, rất đẹp. Và với khối động cơ là 2.5 lít nhưng mức tiêu thụ rất là đáng lẽ, chúng ta chỉ có 7 lít đối với được kết hợp thôi. Trong đô thị là 99 lít và ngoài đô thị chỉ có 5,4 lít thôi. Khối động cơ hơn 200 mã lực. Sử dụng hộp số 8 cấp mà tiêu hao như vậy thì là ít đúng không quý anh chị? Rất ít. Đó, về phần đuôi xe này, khi chúng ta nhìn từ góc này nhìn chiếc xe nó trường luôn quý anh chị. Quá trường xe luôn. Đó. Đuôi xe thiết kế hài hòa, liền mạch giống như đàn anh Toyota Lexus đó quý anh chị. Những chiếc Lexus nó cũng được thiết kế rất là liền mạch như vậy. Nó tạo cho chúng ta cái sự cuốn hút khi chúng ta nhìn vào ngay cái phần đuôi xe. Những cái điểm nhấn nhá, những cái đường dập nổi kép làm cái phần đuôi xe chúng ta nó cơ bắp hơn. Đó, hòa quyện lại nó sẽ tạo lên cái đuôi xe của Camry. Cụm đèn thiết kế hoàn toàn là bóng led ôm trọn lên cái phần đuôi xe. Rất đẹp quý anh chị ha. Phía trong sẽ là logo Toyota và phía dưới sẽ là chữ Camry dập nổi mạ chrome, ký hiệu phiên bản 2.5Q. An toàn bao gồm 4 cảm biến và một camera lùi kết hợp với cam 360.
Phía sau được trang bị bô kép đầy đủ anh chị ha. Đèn báo phanh dạng LED trên cao, xe kính sau đó, đầy đủ. Cốp xe rộng rãi thoải mái, quá rộng quý vị ơi. Cái cốp xe này thì phải nói thực sự là rất là rộng luôn. Với dung tích cốp lớn như thế này, chúng ta để từ 4 đến 5 vali trong đây thoải mái quý anh chị. Đó, một bộ đánh gốt và hai vali cỡ lớn, một vali cỡ chung, thoải mái để chúng ta đi du lịch nha. Phía dưới này là bánh sơ cua dự phòng này, còn đội bộ dụng cụ một bánh xe đầy đủ đó. Rất tiếc là cốp xe vẫn là cốp cơ nha quý chị nha. Cái này mà được trang bị cốp điện nữa thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn quý chị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần nội thất nào. Về nội thất của Camry thì có được gì nào? Nói đến nội thất của Camry, chúng ta phải nói tới chúng ta sẽ được lựa chọn hai sự lựa chọn màu nội thất. Chiếc em Vân đang quay là màu kem đó, chúng ta còn có nội thất màu đen nữa. Nhưng mà xe màu đen thì chúng ta nên đi nội thất màu kem, nhìn xe cái khoang không gian nó rộng hơn, nó thoáng chiếc xe hơn. Mặc dù thì nó sẽ có một cái nhược điểm là dễ bị dơ đó, nhưng mà chúng ta có những cái dung dịch vệ sinh nó rất là hiệu quả luôn, lau nhẹ cái là đi hết quý anh chị, nên quý chị cứ yên tâm. Cái này nội thất của Camry đa phần là da, rất là dễ vệ sinh quý anh chị. Những vị trí này này đều sẽ được bọc da hết này, đây bọc da hết này. Đó, tay nắm cửa mạ rôm nên xuống kính, một chạm chống kẹt, chỉnh kính điện gập kính điện, nhớ hai vị trí ghế, vị trí gương đó. Xe thì là xe nhập Thái, xe nhập khẩu Thái Lan, sản xuất năm 2024. Đó, không phải xe tồn đâu quý vị. Đó, bệ bức chân theo xe cũng được làm rất là đẹp, nhập nổi chiếc Camry. Đó, ghế thì ghế da, chỉnh điện mùi hướng ghế tài. Đó, những đục lỗ thông khí ở phần lưng ghế và tựa lưng. Đó, ngồi rất thoải mái. Ngay phía đây chúng ta sẽ thấy được này, những tính năng đèn pha thông minh này, VSC TRC này, camera 360, mở cốp và mở nắp xăng. Đó, vị trí này bọc da hết quý vị ha. Đó, trên đây cũng là da hết quý vị. Trên đây được bọc da hết nha. Đó, rất nhiều vị trí được bọc da. Đó, vô lăng chỉnh điện này. Đó, lấy chuyển số thể thao vô lăng. Đó, vô lăng cũng được bọc da, mềm lắm quý chị. Đó, chúng ta cùng tiến vào phần nội thất nha. Khi bước vào phần nội thất này thì điều đầu tiên mà chúng ta nói tới phải nói đó chính là cái màn hình phía trước mặt người lái. Vì cái màn hình phía trước mặt người lái, chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình đa thông tin 7 inch ở chính giữa. Đó, thể hiện cho chúng ta những cái thông số nổi bật ở trên chiếc xe này, những tính năng an toàn, hệ thống giải trí này, đó, cảnh báo xuất lốp từng bánh xe và những hệ thống an toàn trên xe. Đó, ngoài ra thì chúng ta cài đặt được rất nhiều thứ và nắm bắt mọi thứ dễ dàng trên cái màn hình này. Hai đồ cơ, vòng tô máy và tốc độ xe của chúng ta, đèn auto, gạt mưa auto, lấy chuyển số thể thao kết hợp với hộp số 8 cấp. Đó, màn hình hắt kính lái HUD đầy đủ quý chị ha. Chính loa JBL. Đó, giải trí cũng thích mà an toàn cũng đầy đủ. Đó, nút đèn start top, màn hình giải trí chính nên có cái nút Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống camera 360 hiển thị trên đây với rất là nhiều góc nhìn. Đó, chúng ta vận hành chiếc xe dễ dàng hơn. Điều hòa thì điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Đó, thoải mái chúng ta trong quá trình sử dụng xe, làm mặt sâu, mát, chìa khóa thông minh. Rồi, sạc không dây. Đó, chân cắm USB, tẩu sạc 12V. Hộp số thì hộp số tự động 8 cấp, trang bị 3 chế độ chạy Eco, Normal và Sport tùy theo chế độ mà chúng ta sử dụng thôi. Phanh tay điện tử Auto Hold. Đó, in ngựa làm rất đẹp. Phía trong sẽ được trang bị gương chiếu hậu chống chói tự động, trần xe màu kem. Đó, cửa sổ trời đầy đủ quý anh chị, đâu thiếu gì đâu. Đây là bản 2.5Q full option. Đó, mọi tính năng đều có. Đó, quên, có an toàn Toyota City Sense. Đó, ga tự động Cruise Control. Trên đây chúng ta sẽ điều khiển hệ thống giải trí nha, đầy đủ lắm quý anh chị, chả thiếu gì hết. Từ những tính năng an toàn, giải trí, tiện nghi trên xe, và tất cả các vị trí ghế trên xe đều sẽ chỉnh điện hết nha, không có vị trí nào chỉnh cơ hết quý anh chị. Đó, để em Vinh khởi động cái nguồn điện lên, rồi chúng ta sẽ cùng em Vinh đi ra cái hàng ghế thứ hai để tiếp tục trải nghiệm những tính năng ở trên xe này. Đây, hàng ghế thứ hai chúng ta nói đến gì nào? Rộng, thoải mái, trải nghiệm thích thú ở trên chiếc xe này. Cửa gió phía sau độc lập. Đó, vùng gió phía sau và nhiệt độ phía sau cũng được chia là một vùng riêng. Phía dưới chúng ta có hai chân sạc trên USB. Đó, phía sau có rèm cửa, rèm điện nha quý vị nha. Hai bên cũng được trang bị rèm cơ. Đó, ngồi động thái thoải mái, bệ tì tay, trang bị một màn hình điều chỉnh nhiệt độ, đó, volume, rồi hệ thống giải trí, độ ngả ghế, các vị trí ghế. Đó, thoải mái chúng ta trong quá trình sử dụng của chiếc xe này. Ghế thì làm rất là ôm form, ngồi rất là thích luôn quý chị. Ghế rất là lớn luôn quý chị, ngồi làm như chiếc xe hạng sang vậy.
nên khi chúng ta ngồi trên chiếc xe này rất là đã. Đó. Tapi những vị trí này đều bọc da hết nên những vị trí tiếp xúc nhiều này nó sẽ không cần lo như quý chị nha, lau cái là sạch. Trang trí màu bạc, tem cửa hai bên đầy đủ quý chị. Camry thì gần như chả thiếu gì hết, an toàn. Đặc biệt thằng này sử dụng cái hệ thống khung gầm TNGA mới. Đó. Nó cho chúng ta cái trải nghiệm tốt hơn, tính linh hoạt, ổn định và tầm quan sát. Ngoài ra xe được trang bị tới 7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khách hàng ngang dốc và rất nhiều tính năng khác ngoài gói an toàn Toyota Safety Sense ra. Đó, đảm bảo khi sử dụng xe này an toàn, yên tâm và cực kỳ êm ái luôn quý chị. Và không để quý chị đợi lâu nữa, chúng ta cùng em Vinh tiến vào để mức giá chiếc xe Camry nha. Và đó là về một vòng tổng quan về chiếc Camry phiên bản 2.5Q màu đen và nội thất màu kem rất là đẹp đang có mặt tại Toyota Hùng Vương. Và đây là kho xe của Toyota Hùng Vương nha quý vị nha. Chiếc xe này của chúng ta thì là chiếc xe mới hoàn toàn. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy cùng em Vinh tiến vào ngay với mức giá của chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q này nha. Thì hiện tại đối với mức giá xe niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam công bố dành cho chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q này, chúng ta sẽ có mức giá là 1 tỷ 405 triệu đồng. Riêng đối với cái màu trắng ngọc trai thì quý vị vui lòng cộng thêm vào giá xe với em Vinh 8 triệu nữa nha. Nếu nhanh bánh tại Sài Gòn, chiếc xe này của chúng ta sẽ có mức giá là 1 tỷ 570 triệu đồng. Tại các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương và Long An thì sẽ có mức giá là 1 tỷ 551 triệu đồng để sở hữu được chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q này. Và đặc biệt thì chương trình khuyến mãi hiện tại trong tháng này đang được giảm giá tiền mặt, tặng những món phụ kiện trang bị trên xe, những option và đặc biệt những quà tặng rất là hấp dẫn bốc thăm trúng thưởng khi mua xe tại Toyota Hùng Vương. Những quý vị nào mà đang quan tâm đến mua xe Camry phiên bản 2.5Q màu đen này, nhanh tay nhấc ngay máy điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho tháng 5 của năm 2024 này nha. Và những quý vị nào mà ở xa như là Bến Tre nè, Trà Vinh, Sóc Trăng này thì cái mức giá mà chi phí đăng ký đi lại nó sẽ xa hơn so với những tỉnh lân cận như là Đồng Nai, Bình Dương hoặc là Long An. Đó, nên để biết thông tin chính xác nhất thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số hotline nha. Và dành những quý vị nào đang quan tâm đến chương trình nhà góp, hiện tại chiếc xe này chúng ta chỉ cần chuẩn bị với em Vinh đâu đó 340 triệu thôi là nhận xe về nhà. Phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho quý vị với mức lãi suất 1.99% cho một năm. Hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Và cùng với đó, chúng ta sẽ có được một cái hồ sơ thủ tục cực kỳ đơn giản khi vay qua ngân hàng tài chính Toyota luôn. Và đặc biệt thì khi chúng ta vay qua ngân hàng tài chính Toyota thì sẽ được rất là nhiều ưu đãi như là không phí thanh toán này, không phí giao dịch đảm bảo này, rất là nhiều những loại phí được miễn phí khi mà chúng ta vay qua ngân hàng tài chính Toyota. Và để biết hồ sơ chúng ta cần những giấy tờ gì để đạt được cái mức lãi suất đó thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số hotline video hình hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn chi tiết nhất nha. Và dành cho quý vị nào muốn đến trực tiếp Toyota Hùng Vương để chúng ta coi xe, lái thử hay là trải nghiệm mẫu xe này, hãy tới tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để đến gặp em Vinh. Nhớ trước khi lên hãy gọi hotline để gặp trực tiếp Vinh được tư vấn báo giá chi tiết về chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q màu đen đang có tại showroom Toyota Hùng Vương nha. Và những quý chị nào mà đang quan tâm về cái việc thu cũ đổi mới hay là đang có xe muốn bán để đổi lên những phong dáng mới của nhà Toyota thì hiện tại bên Toyota Hùng Vương bên em vẫn đang có chiến dịch thu cũ đổi mới, mua bán xe cũ hỗ trợ khách hàng mua xe mới một cách dễ dàng, nhanh chóng, thủ tục nhanh gọn, pháp lý rõ ràng và cùng với đó tối ưu chi phí khi khách hàng mua xe. Những quý chị nào mà đang quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số hotline video màn hình để được tư vấn chi tiết nhất nha. Và nhà những quý chị nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn một nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh CV Tỉnh nha. Hẹn lại quý chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.